ngày 22 tháng 3 tại Paris, Cộng hòa Pháp, đã diễn ra lễ ký kết Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế MAAC được đánh giá là hiệp định đa phương toàn diện nhất cho tất cả các hình thức hợp tác về thuế xuyên biên giới, cũng là một công cụ quan trọng trong nỗ lực toàn cầu để giải quyết tình trạng trốn và tránh thuế. Cho đến nay, việc tham gia ký kết của Việt Nam trong mạng lưới đa phương này đã nâng số thành viên của MAAC lên 147 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thì tham gia hiệp định này thì Việt Nam cần phải có những sự chuẩn bị và hôm nay đã trở thành thành viên chính thức. Trong đó có một số các cái bảo lưu và trong thời gian tới thì Việt Nam tiếp tục tăng cường cái hạ tầng cơ sở thông tin để trao đổi thông tin và cũng như là khai thác các cái thông tin trao đổi của các nước, đặc biệt là phục vụ cho cái việc trao đổi thông tin về tài khoản về từ nước ngoài cũng như thông tin của các tập đoàn xuyên quốc gia. Tôi hoan nghênh sự tham gia tích cực của Việt Nam trong nỗ lực của toàn cầu trong công cuộc minh bạch thuế, xuyên quốc gia và phòng chống các hành vi vi phạm liên quan đến thuế. Đây là một bước tiến tiếp theo của Việt Nam trong hợp tác hành chính toàn cầu về thuế và chống xói mòn nguồn thu. Việt Nam đã tham gia diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế vào tháng 12 năm 2019. Trước đó, Việt Nam cũng trở thành thành viên thứ 100 của Diễn đàn Hợp tác thực hiện BEPS kể từ năm 2017. Dự án BEPS cho phép thực hiện trao đổi tự động báo cáo lợi nhuận liên quốc gia liên quan tới hoạt động của các công ty đa quốc gia trong khuôn khổ và cũng là công cụ quan trọng để ứng phó với các dòng tài chính bất hợp pháp. Bộ Công Thương đang xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp về nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 14 ngày 23 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. Dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 14 ngày 23 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ đưa lộ trình từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, hàng xuất khẩu theo phương thức tiểu ngạch sẽ bị giảm dần số lần, số tiền được miễn thuế. Hàng xuất khẩu tiểu ngạch phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, quy định về truy xuất nguồn gốc. Chỉ cư dân khu vực biên giới mới được phép xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân và phải có mặt trực tiếp làm thủ tục xuất cảnh. Từ năm 2026, hàng xuất chính ngạch vào Trung Quốc sẽ làm thủ tục tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và các cửa khẩu phụ, lối mở đạt thỏa thuận song phương về xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa. Từ mùng 1 tháng 1 năm 2027, tạm dừng xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu, lối mở chưa đạt thỏa thuận song phương về trao đổi, mua bán hàng hóa qua biên giới. Đến mùng 1 tháng 1 năm 2028, các cửa khẩu lối mở chỉ làm thủ tục thông quan cho hàng đã được cấp phép xuất chính ngạch sang Trung Quốc. Mục tiêu của nghị định sửa đổi là nhằm giải quyết các khó khăn tồn tại, đưa hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa của cư dân biên giới về đúng bản chất, không cho phép lợi dụng hình thức trao đổi cư dân để buôn bán lớn. Ngày 22 tháng 3, Tổng cục Thuế cho biết là đã hỗ trợ và trả lời trực tiếp hơn 600 vướng mắc và tình huống doanh nghiệp gửi đến. Các đơn vị cục, các vụ chuyên môn đã hỗ trợ và trả lời trực tiếp hơn 600 vướng mắc và tình huống mà doanh nghiệp gửi đến. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến quyết toán thuế, ưu đãi miễn giảm thuế, giao dịch liên kết. Sau hội nghị hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hôm nay 23 tháng 3, Tổng cục Thuế tổ chức hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022. Tiếp theo là một số thông tin về kinh tế tiêu dùng đáng chú ý. Bộ Công Thương cho biết trong nhiều tháng, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của nước ta luôn ở mức cao nhất thế giới, vượt Thái Lan và Ấn Độ. Năm ngoái xuất khẩu gạo đạt 7,1 triệu tấn, cao nhất trong vòng 10 năm. Đà tăng giá xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn duy trì trong 2 tháng đầu năm nay với mức bình quân hơn 519 đô la Mỹ một tấn. Theo các dự báo, năm nay Việt Nam được hưởng lợi nhờ xu hướng giá gạo tăng do nguồn cung thu hẹp và sự dịch chuyển nguồn cầu từ Ấn Độ. Bộ Nông nghiệp Lào vừa ra thông báo nêu rõ, trong bối cảnh tình hình dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát mạnh ở nhiều nước và để ngăn chặn không cho dịch bệnh lây lan, Lào đã tạm dừng nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam và các nước đang có dịch tả lợn châu Phi. Thông báo trên cho hay, Lào tạm ngưng nhập khẩu thịt lợn, bao gồm lợn sống và sản phẩm đã qua chế biến từ Việt Nam. Từ ngày 1 đến ngày 26 tháng 4, đường sắt Sài Gòn sẽ triển khai chương trình khuyến mãi 5.000 chỗ giảm giá 20%, với mỗi ngày khoảng 170 chỗ cho khách đi trên các đoàn tàu do công ty đường sắt Sài Gòn quản lý. Thời gian bán vé từ 8 giờ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 23 tháng 4, áp dụng cho khách mua vé trước ngày tàu chạy từ 3 ngày trở lên với số toa số chỗ cụ thể. Năm 2022, dù đã nỗ lực
nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội thì không đạt được mục tiêu đặt ra, chỉ dừng lại ở mức gần 88%. Vì vậy, chính quyền thành phố đã phân tích, nhận diện những tồn tại và hạn chế để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn, tạo đột phá trong năm 2023. Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá trên địa bàn huyện Thanh Trì có tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA Nhật Bản. Đến nay, cả 4 gói thầu của dự án đang được triển khai thi công, tuy nhiên vẫn còn một số gói thầu mới chỉ triển khai được trên 20%. Hiện nay, chủ đầu tư đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ dự án, tránh việc phải điều chỉnh mốc thời gian hoàn thành thêm một lần nữa. Hiện nay vướng đối với gói thầu số 3, khối 4 thì chúng tôi cũng đã tập trung để tháo gỡ. Về tiến độ giải ngân thời điểm hiện nay thì dự án đã giải ngân được khoảng 30%. Và cái khối lượng còn lại là đã hoàn thành cũng rất lớn. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung đẩy nhanh cái hồ sơ, yêu cầu nhà thầu hoàn thiện hồ sơ để thanh toán cái khối lượng đã thi công ngoài hiện trường. Một trong những nguyên nhân gây chậm giải ngân vốn đầu tư công đó là công tác giải phóng mặt bằng. Đây là dự án giao thông nâng cấp cải tạo quốc lộ 6 qua quận Hà Đông và huyện Chương Mỹ, tổng đầu tư 8.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đến giờ dự án mới giải ngân được khoảng 10% kế hoạch. Ban quản lý dự án phấn đấu đến tháng 9 năm nay sẽ phân bổ khoảng 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, để làm được điều này, cần phải khẩn trương rà soát và phân loại nguồn gốc đất để bảo đảm hoàn tất các khu tái định cư. Để mà đẩy nhanh được tiến độ giải phóng bằng này thì một mặt thì huyện Chương Mỹ phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng tái định cư cho các hộ dân của thị trấn Xuân Mai. Một mặt là phải cùng phối hợp với ban cũng như là chỉ đạo cái tổ công tác giải phóng bằng là xác định nguồn gốc đất cũng như lên phương án cho các cái hộ đất nông nghiệp cũng như là các cái hộ sử dụng các cái diện tích đất công. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang phấn đấu đạt kết quả giải ngân đầu tư công đến hết tháng 6 năm nay khoảng từ 40 đến 45%. Phấn đấu cả năm 2023 đạt từ 95 đến 100% kế hoạch đề ra. Mục tiêu lớn của thành phố đó là các sở, ban ngành và ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư phải khẩn trương vào cuộc, có các biện pháp để thực hiện giải ngân theo lộ trình đã xây dựng từ trước. Chúng tôi cũng đã có cái nhận diện và đánh giá để có xây dựng một cái cơ chế chung, cái cơ chế đi trước để chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng để đánh giá. Cái vấn đề thứ ba nữa là liên quan đến những vấn đề công tác phối hợp, thủ tục hành chính, đặc biệt là phối hợp viễn thông. Đây là một cái điểm rất là yếu. Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công trung ương giao cho thành phố Hà Nội là gần 47.000 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, tỷ lệ giải ngân của sở ngành địa phương đến hết niên độ ngân sách năm 2023 không đạt tối thiểu 90% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét, đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và việc không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tiếp là một trong những trường hợp để xem xét miễn nhiệm cán bộ theo quy định. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3, trên địa bàn các xã Đạ Sa và Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra trận mưa đá lớn gây thiệt hại nặng đối với một số diện tích trồng hoa màu của người dân. Phần lớn những khu vực sản xuất ngoài trời, nơi xảy ra mưa đá đều bị thiệt hại về cây trồng. Tại khu vực thôn 2 Đạ Đum, xã Đạ Sa, nhiều vườn trồng bắp sú chuẩn bị thu hoạch, bị mưa đá rơi xuống dập nát không thể khôi phục. Mưa đá kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ với mật độ dày đặc khiến hoa màu của người dân bị hư hỏng. Hai xã Đạ Sa và Đạ Nhiêm đang thống kê thiệt hại lên phương án hỗ trợ người dân.